Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả, các cô chú bác thân mến và cũng như các bạn thân mến. Hôm nay mọi người có khỏe không? Bên em hiện tại bây giờ thì tối chủ nhật rồi. Nãy giờ chưa có kiểm tra đầu tóc, chắc là đang bù xù rồi. Bây giờ là tối chủ nhật rồi đó các bạn. Thì có nhiều người. Em coi coi. Trước hết để em cập nhật cái chuyện này trước đã. Cái phone của em lúc này nó bị mất dây rồi. Nhiều khi bấm nó mình bấm cái này cái nó chạy qua cái khác, ngộ quá. Nó chạy vô cái này nữa, em cũng chả hiểu luôn. Phone này là phone cũ rồi các bạn. Hôm nay thì sao kỳ vậy ta, sao nó đưa vô đây hoài à? Thôi kệ đi, cái đó chuyện của cái phone. Tại em không có coi được cái em không có vô được cái trong Google để mà coi cái tình hình mà bầu cử đó các bạn. Em không hiểu vì sao mà nó có cái chuyện này xảy ra ta. Đó, nó đưa vô đó nữa. Cái này nó có cái vấn đề gì trong cái chuyện cái phone của em rồi. Thôi chạy đi. Nói tóm lại thì có một số người hỏi em cái gì đó. Em của Diễm My. Em của Diễm My có phải là đi đi du học hay không? Thì có đi du học hay không á, thì em cũng lúc trước có đi hay không á thì em không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ đó thì em biết là không có đi. Hiện tại bây giờ là hình như là em ấy tên là em của Diễm My, hình như tên là Võ Minh Quang gì đó các bạn. Võ Trường Minh Quang hình như là vậy. Thì cái clip mà mới đây nhất đó mà em thấy đó là cách đây chừng một hai bữa à, là em thấy đó là lúc mà ông Thắng ngồi nói chuyện á thì em thấy Võ Trường Minh Quang đó, Mao Quang Minh đó đi học về cầm cái cặp tác mà loại sách tay, cái túi sách tay đó, cái túi sách đó các bạn đi vào. Thì các bạn hãy xem nha, xem trên màn hình em sẽ cho các bạn xem cái clip mà mới nhất nha. Đó, mới nhất, cái này là mới nhất cách đây chừng một hai bữa thôi. Thì ông Thắng đang được phỏng vấn và Võ Trường Văn Quỳnh đó, Văn Quỳnh đó đang đi học về cầm sách cặp táp, cái mặt cái đồ này là biết là đi học về này các bạn. Thì đã bước vô nhà, nãy các bạn thấy không? Thì em khẳng định rằng là Quang Minh thực sự hiện tại đang ở nhà chứ không có đi du học. Còn lúc trước đó thì em không biết. Em thấy có nhiều người hỏi tại sao, ủa sao kỳ ta, tại sao hỏi hỏi Quang Minh có đi du 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 học ở đâu hay không đó, em quên rồi. Rồi còn hỏi em là Quang Minh có khởi tố kiện 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 kiện, kiện ông Thắng bà Mai hay không, thì em nói ủa sao kỳ vậy ta, làm mấy ổng Quang Minh có kiện hay không là em sao em biết được. Nhưng mà em có thể phân tích cho các bạn biết rằng em theo cái sự suy đoán của em á, thì Quang Minh em nghĩ là muốn kiện ông Thắng á chắc có lẽ là khó lắm. Tại vì theo những cái quan sát trong những cái clip mà em thấy đó, về em quan sát về cái tánh tình của Quang Minh á, thì là nói em Diễm My đi, tánh tình của em Diễm My đó thì em thấy một người này rất là phải nói là trung thành với ông Thắng. Thì trước tiên hết á, em sẽ cho các bạn coi những cái đoạn clip mà em của Diễm My bám sát theo ông Thắng luôn, giống như là một người bảo vệ vậy đó, bám sát theo luôn. Thì trước hết á, thì các bạn coi là cái vụ mà 50 con đồ nha. Thì em sẽ cho các bạn coi đây, cái lúc mà thầy Nhị Nguyên bị gạch thì ông Thắng đang đứng cái lộn. Thì các bạn coi cái hình cái đó đó, các bạn coi nè đó, thấy thấy em Quang Minh không, đi đi theo ông Thắng không à, đi theo rất là bám sát theo luôn, giống như một người bảo vệ vậy các bạn. Các bạn xem lại nhé, đây các bạn xem đây,
Đó, Quang Minh bước tới đó. Đó, thấy chưa? Cứ đi theo không à. Đó, đẹp trai nha. Thì và các bạn coi thêm một những cái giai đoạn là Quang Minh nhảy ra bảo vệ ông Thắng nha, để coi nè các bạn xem đây. Đó. Lúc nào cũng đi theo ông Thắng hết, đi theo suốt luôn. Không có giờ. Lúc mà ông Thắng đi ra là đi theo suốt luôn nha các bạn. Và cái kế tiếp cũng là cái vụ đó luôn của Tỉnh Thất Bồng Lai luôn. Các bạn hãy để ý nè, ông Thắng đi đâu, hắn ta cũng đi theo hết. Đó, hắn đi ra ngoài đó. Ông Thắng đi ra ngoài thì hắn đều đi theo hết. Và còn một đoạn nữa. Đó, các bạn thấy không? Ông Thắng đi đâu là hắn ta đi theo đấy, giống như là một người bảo vệ gì. Đó, các bạn thấy rồi đó, thấy không? Đó. Bây giờ ông đi vô trong nơi kia chắc đi kiếm kiếm gì rồi. Đó, các bạn thấy đó, cái đó là vụ mà 50 con đồ nha. Còn bây giờ có một cái vụ sau khi 50 con đồ là cái vụ mà Diễm My, mà ông Thắng nói là Diễm My nhảy lầu mà từ 3 3 mét đó các bạn. Từ 3 mét xuống mà nhảy lầu đó. Thì các bạn cho coi, các bạn coi cái clip này. Thì lúc đó đó em của Diễm My vẫn bám theo ông Thắng, giống như là một cận vệ vệ sĩ đắc lực vậy đó các bạn. Các bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy không? Đứng sau lưng rất là đắc lực. Đó. Thấy chưa? Lúc này đó là ông Thắng nhờ mọi người đi tìm Diễm My, tại vì Diễm My nhảy lầu trốn. Cái này là vào cái dịp lễ Noel năm 2019 đó các bạn, khoảng đầu tháng 12 ngày 23, 24 gì đó. Thì là cái việc đó xảy ra. Đó, các bạn thấy không? Ông Thắng đi đâu cũng em của Diễm My cũng đi theo cả, cũng đứng sát bên cả. Cho nên để cho trước cái còn thêm vài cái clip nữa. Bây giờ các bạn coi thêm một cái clip này nữa này nha. Cái clip này là được chiếu đi vào ngày tháng 9, ngày 29 là cái ngày ra tòa của thầy Nhị Nguyên. Thì bây giờ các bạn xem nhé. Đó. Cái này là lúc mà ông Thắng ở đó, em Diễm My đang ngồi trước đó nha các bạn. Đó, ông Thắng là người lái xe màu trắng đó. Thì các bạn thấy đó, ông Thắng đi đâu cũng có em của Diễm My đi theo cả. Các bạn coi này. Thấy không? Bây giờ thì bên trong nè, lúc mà vô trong là coi bước xuống xe nè. Các bạn coi theo cái mũi tên màu đỏ nha. Nè, các bạn theo cái mũi tên đó, bước ra đó đi theo. Đó, đi theo. Ông Thắng đây. Và cái clip mà cuối cùng là mới nhất nha các bạn, cách đây một hai bữa thôi. Thì các bạn hồi nãy em cho các bạn coi đó, lúc ông Thắng đang phỏng vấn á thì em của Diễm My đó bước vào nhà đi học mới về, thì bây giờ mời các bạn coi lại nhé. Đây, chuẩn bị bước vô đây. Đó, đi học về bước vô xách cái cặp táp đen đó các bạn. Bước vô. À, các bạn thấy không? Ừ, bước vô đó. Đó. Đó là những cái đoạn clip còn nữa nhưng mà em chưa có tìm ra, em thấy nhưng mà em chưa có tìm ra. Sẽ có nhiều cái đoạn clip hay lắm các bạn. Thì theo cái sự mà quan sát của em đó, những cái tình huống như vậy đó mà em của Diễm My đi theo cận sát bên ông Thắng luôn á, cho nên em nghĩ là cái cơ hội mà em Minh này đó, em của Diễm My á mà kiện ông Thắng đó thì cơ bộ rất là thấp, thấp lắm, không có cao đâu. Còn cái sự việc mà mấy người fan nhắn tin hỏi em á là thứ nhất á là Quang Minh có đi du học hay không, thì cái clip đó là mới nhất, là chính xác nhận rằng là hiện tại là mà em của Diễm My đang ở nhà chứ không có đi đâu hết. Còn còn cái chuyện lúc trước á thì em không biết nha, cái chuyện tuần 2 3 tuần 4 tuần 5 tuần gì trước á thì em không biết, nhưng mà hiện tại thì em của Diễm My hiện tại đang ở nhà nha các bạn. Còn cái chuyện mà có kiện tụng hay không á thì các bạn cũng thấy đó, những cái video clip đó đó đều thấy
Em với Diễm My bám sát theo ông Thắng để bảo vệ ông Thắng luôn, thì coi như á là cái tình nghĩa đó của cái tình thương của em Minh này đó, em với Diễm My đó rất là nặng với là ông Thắng, cho nên cái cơ hội mà kiện á em nghĩ là nó rất là thấp. Thì cái đó là cái giải đáp mà cái câu trả lời của em mà mọi người họ nhắn tin hỏi em, đó là cái câu trả lời đó. Còn em coi là cái sự việc bầu cử, coi tại sao mà nó đưa em qua đến đây hoài vậy, chắc có lẽ là cái phone của em nó bị trục trặc cái gì kỹ thuật gì rồi. Thì nói tóm lại các bạn cũng cũng thấy rồi đó, là ông Thắng đi đâu em của Diễm My cũng bám theo cả, cho nên cái sự việc mà kiện thì khó nói lắm nha các bạn, cái cơ hội rất là thấp. Em coi thử coi cái sự việc của ông Trump như thế nào, mà có cái gì mới mạnh mẽ hay không. Thì em thấy cách đây 6 phút hả, bây giờ bên 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 kia đang live thì không biết họ nói gì trong đó. Thì nói tóm lại có rất là nhiều nhiều tin tức đưa ra là ông Joe Biden là người được bầu chọn là tổng thống, nhưng mà mình chưa biết kết quả đâu nha các bạn. Chờ ngày hình như là ngày 1 tháng 1 là ngày nhậm chức thì phải, em quên ngày rồi, em không nhớ rõ là ngày mấy, nhưng mà em biết là tháng đầu là em biết là tháng 1 là ngày nhậm chức đó nha các bạn. Ở coi 2016 là bầu gì đó, 2020 đúng rồi, 2021 này là nhiệm kỳ mới của tổng thống mới, để coi như thế nào. Đó là cái tình hình hiện tại mà em muốn cung cấp cho các bạn. Thì em lúc nào cũng cảm ơn các bạn, tại em thấy có nhiều người hỏi em quá, em mới thắc mắc ủa tại sao mà cái vấn đề này, tại sao có em Diễm My chỗ mà hỏi em hoài vậy ta. Thì thay vì mình nhắn tin từ từ thôi, giờ mình làm clip mình trả lời luôn cho rồi, cho khỏe. Đó là cái câu trả lời của em nha các bạn. Thôi em xin cảm ơn các bạn nhiều lắm, và nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé. Sắp tới đây em sẽ làm một cái clip thôi, nhưng mà để thôi các bạn đón xem đi, cái clip này rất là hấp dẫn nha các bạn, về sự việc cái mẹ của Diễm My khai sự thật về cô bé Diễm My. Thôi cái gì em sẽ làm sao nha các bạn, trong cái clip khác đi, các bạn nhớ đón xem nha. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm, và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Nhớ đăng ký và bấm like, bấm share nha. Bye bye.